kinh lệ nữ vương thiên đàng vào thứ hai thiên thần. Vào lúc 12 giờ trưa thứ hai 18 tháng 4, trong tuần bát nhật phục sinh, được gọi là thứ hai thiên thần, Đức Thánh Cha đã cùng đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với các tín hữu hiện diện tại quảng trường Thánh phê -rô. Trước khi đọc kinh, Đức Thánh Cha có bài huấn dụ ngắn dựa trên bài tin mừng của thứ hai trong tuần bát nhật phục sinh, trích từ tin mừng theo Thánh mát nói về các phụ nữ ra thăm mộ Chúa từ sáng sớm và Chúa đã hiện ra với họ mở đầu bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói fratelli e sorelle. Anh chị em thân mến, chào anh chị em. Những ngày trong tuần bắt nhật phục sinh giống như một ngày duy nhất. Trong đó niềm vui phục sinh được kéo dài. Như vậy tin mừng phụng vụ hôm nay tiếp tục cho chúng ta biết về đấng phục sinh, về việc người hiện ra với những người phụ nữ ra thăm mộ, Chúa Giêsu đến gặp họ và chào đón họ. Sau đó người nói với họ hai điều mà ngày nay cũng hợp với chúng ta nếu biết đón nhận như một món quà phục sinh. Trước tiên, người chấn an họ bằng hai từ đơn giản, đừng sợ. Chúa biết rằng nỗi sợ hãi là kẻ thù hàng ngày của chúng ta. Người cũng biết rằng nỗi sợ hãi của chúng ta nảy sinh từ nỗi sợ lớn, nỗi sợ cái chết, sợ biến mất, mất người thân yêu, bị đau ốm, không còn sống nữa. Nhưng với phục sinh, Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết. Do đó, không ai khác có thể nói với chúng ta một cách thuyết phục hơn, đừng sợ. Chúa nói điều đó ngay tại ngôi mộ, nơi người đã chiến thắng. Do đó, người mời gọi chúng ta ra khỏi ngôi mộ chôn nỗi sợ hãi của chúng ta. Chúng ta hãy nghe rõ, hãy bước ra khỏi ngôi mộ chôn nỗi sợ hãi của chúng ta, bởi vì nỗi sợ hãi giống như những ngôi mộ chôn chúng ta vào đó. Người biết rằng, nỗi sợ hãi luôn rình rập trước cửa trái tim chúng ta, và rằng chúng ta cần nghe chính mình lặp đi lặp lại đừng sợ vào buổi sáng phục sinh cũng như vào mọi buổi sáng hàng ngày đừng sợ hãy can đảm lên anh chị em những người tin vào Đức Kitô phục sinh đừng sợ Chúa Giêsu nói với bạn ta đã trải qua cái chết cho con ta đã mang tội của con trên mình bây giờ ta sống lại để nói với con ta ở đây với con mãi mãi đừng sợ nhưng chúng ta có thể nói, làm thế nào để chống lại nỗi sợ hãi? Điều thứ hai Chúa Giêsu nói với các phụ nữ cũng giúp ích cho chúng ta. Về báo cho anh em của Thầy, để họ đến Ga-li-lê, họ sẽ được thấy Thầy ở đó. Hãy đi báo, nỗi sợ hãi luôn đóng chúng ta lại vào chính mình. Mặt khác, Chúa Giêsu làm cho chúng ta phải đi ra và sai chúng ta đến với người khác. Đây là cách khắc phục. Nhưng tôi, chúng ta có thể nói, Tôi không có khả năng. Những người phụ nữ đó chắc chắn không phải là những người thích hợp nhất và được chuẩn bị để loan báo về đấng phục sinh. Nhưng Chúa không quan tâm. Điều Người quan tâm là đi ra và loan báo, bởi vì niềm phục sinh không được giữ cho riêng mình. Niềm vui của Đức Kitô được củng cố bằng cách cho đi. Nó nhân lên khi được chia sẻ. Nếu chúng ta mở ra và mang tin mừng đi, trái tim của chúng ta sẽ rộng mở và chiến thắng nỗi sợ hãi. Bản văn hôm nay cho chúng ta biết rằng lời loan báo có thể gặp phải một trở ngại, sự giả dối. Thật vậy, phúc âm thuật lại một lời loan báo ngược lại. Đó là của những người lính canh mộ Chúa Giêsu. Họ được trả một số tiền lớn và nhận được chỉ dẫn: Các anh hãy nói như thế này: Ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Các anh ngủ ư, mà khi đang ngủ, làm sao các anh thấy người ta lấy trộm xác? Thật là một sự mâu thuẫn mà tất cả đều tin, bởi vì có tiền ở giữa. Đó là quyền lực của đồng tiền mà Chúa Giêsu đã nói, đừng làm tôi của nó. Đây là sự giả dối, lối lý luận của sự che đậy, đối lập với việc công bố sự thật. Đây cũng là một lời nhắc nhở cho chúng ta sự giả dối trong lời nói và trong cuộc sống làm ô nhiễm lời loan báo, làm hư hỏng bên trong, mang trở lại ngôi mộ. Đằng khác, đứng phục sinh muốn chúng ta ra khỏi mộ của sự giả dối và sự lệ thuộc. Trước Chúa phục sinh còn có một ông Chúa khác, đó là ông Chúa tiền của. Nó làm vấy bẩn tất cả, phá hoại tất cả, đóng cửa đối với ơn cứu độ. Điều này xảy ra ở mọi nơi trong đời sống hàng ngày có cám dỗ tôn thờ ông chúa tiền của này. Anh chị em thân mến, chúng ta phẫn nộ khi qua thông tin, chúng ta phát hiện ra sự giả dối, giả dối trong cuộc sống con người và trong xã hội. Nhưng chúng ta cũng hãy kể tên những sự giả dối mà chúng ta có bên trong. Và chúng ta hãy đặt những bóng mờ và giả dối này của chúng ta trước ánh sáng của Chúa Giêsu phục sinh. Người muốn đưa những điều ẩn khuất ra ánh sáng để làm chúng ta trở nên những nhân chứng trong suốt và sáng người về niềm tin của tin mừng và về sự thật giải thoát chúng ta. Xin mẹ Maria, mẹ đấng phục sinh, giúp chúng ta chiến thắng nỗi sợ hãi và cho chúng ta lòng say mê chân lý. Xin mời quý vị hiệp ý với Đức Thánh Cha đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng. Regina Celi Letari, Alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. sicudixit alleluia. Ora pronobis Teum Deum, alleluia. Gaude letare, Virgo Maria, alleluia. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. Deus, che per la risurrezione in fili Tui, Domini nostri, Gesù Cristi, mundum latificare dignato est, presta a questi, per Eius Sanitricem, Virgine Maria, perpetuae capiamus gaudia a vite. Per Christum, Dominum nostrum. Amen. Gloria Patria et Filio et Spiritu Santo sicute ret in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patria et Filio et Spiritu Santo sicute ret in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria a Patria et Filio et Spiritu Santo sicute ret in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fide libu te Hoeuntis, Domine et luz perpetua Luce deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Sau khi đọc kinh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng hồng ân của Chúa Phục sinh mang lại hy vọng cho tất cả những ai đau khổ, không ai bị bỏ rơi. Đối với xung đột và chiến tranh, Ngài kêu gọi hãy mở cánh cửa thông hiểu và hòa giải, vì đây là điều Chúa Giêsu đã làm trên đồi can về, Và với sự phục sinh, Chúa đã hòa giải chúng ta với cha và hòa giải giữa chúng ta, đức thánh cha cũng cảm ơn về những lời chúc mừng được gửi đến ngài trong dịp lễ phục sinh và những lời cầu nguyện dành cho ngài